Kiều Tiên kính chào quý khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết ở khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh được dự báo mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, đề phòng dông sét và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, gió đổi hướng cấp 2 cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 24 đến 34 độ C. Sau đây là thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu. Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào, có mưa vừa và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 33 độ C, độ ẩm 94%. Khu vực phía nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng. Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 24 đến trên 32 độ C, độ ẩm 93% khu vực phía đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu. Khu vực này mây thay đổi, đêm nay và tối mai có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 33 độ C, độ ẩm 92%. Khu vực phía tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành. Mây thay đổi, đêm nay có mưa nhỏ, chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến trên 32 độ C, độ ẩm 94% khu vực thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh. May thay đổi, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 24 đến trên 33 độ C, độ ẩm 93%. Cảnh báo, mưa dông kèm theo nguy cơ xảy ra gió giật mạnh, lốc, xét, cây cối gãy đổ gây nguy hiểm cho người dân. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu, sông Vàm Cỏ Đông từ 0.75 đến 0.80 mét và bây giờ là thông tin thời tiết chi tiết của các huyện thị thành phố trong đêm nay và ngày mai Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa báo cáo chính phủ đề xuất đề chỉnh mục tiêu tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2023 từ 12 triệu lượt đến 13 triệu lượt khách. Mục tiêu của ngành du lịch Việt Nam là đón 8 triệu khách quốc tế trong năm 2023. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã vượt 111% kế hoạch đặt ra với gần 8,9 triệu lượt khách đại diện của cục du lịch quốc gia cho biết có bốn cơ sở để tăng mục tiêu đón 12 đến 13 triệu khách quốc tế năm 2023, chính sách miễn thị thực và cấp thị thực điện tử mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, chính sách đối ngoại song phương và đa phương của Việt Nam với khu vực và thế giới hết sức hiệu quả, chủ trương chấn hương văn hóa với các di sản trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, chuyên biệt hấp dẫn khách quốc tế. Bên cạnh đó, các thị trường lớn đã mở cửa và phục hồi, cũng là các thị trường truyền thống của Việt Nam, sẽ đem lại nguồn khách lớn. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, từ đầu năm đến nay, du lịch Việt Nam đã đón được 8,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng gấp 4,7 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng tháng 9 năm 2023 đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế. Đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp, ngành du lịch nước nhà đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế. Trước đó, tại Hội nghị sơ kết công tác văn hóa thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 diễn ra vào sáng ngày 29 tháng 9. Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt đã thông báo, Bộ sẽ báo cáo chính phủ để thay đổi chỉ tiêu đón khách quốc tế từ 8 triệu lên 12,5 đến 13 triệu lượt khách năm 2023, tăng khoảng 156% so với kế hoạch đặt ra hồi đầu năm. Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đánh giá, việc du lịch Việt Nam vượt chỉ tiêu đón khách quốc tế chỉ trong 9 tháng đầu năm 2023 là do chuyển biến tích cực của xu hướng du lịch trên thế giới, cũng như trong khu vực, đặc biệt là nhờ những chính sách mới cởi mở, thông thoáng của Việt Nam. Trong đó, việc tháo gỡ những điểm nghẽn về xuất nhập cảnh đối với khách quốc tế cũng như việc nghị quyết 82 của chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả bền vững ra đời đã tạo cú hích để du lịch có sự chuyển biến tích cực. Nhờ những kết quả đó, trong nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng vừa qua, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ra soát, nghiên cứu điều chỉnh mục tiêu đón khách quốc tế năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế để thúc đẩy hơn nữa phục hồi và phát triển du lịch. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã ra soát để có tính toán điều chỉnh chỉ tiêu về lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Quý vị thân mến, bản tin thời tiết hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.